Vừa mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em lên 5 cây dảo Thủ Đức dạng gà mùa liền cốt cho cả nhà. Bắt đầu là từ cây số 6 nha. Hôm trước thì em lên 5 cây em bán hết rồi, thì hôm nay em lên tiếp tục 5 cây nữa nha cả nhà. Đây là một cái cây số 6 nha. Có một cái dáng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái gốc cũng to lắm nha cả nhà. Đây em sẽ để ngón tay cái cho cả nhà xem nha. Và đặc biệt là nó liền cốt 100% mà uống cái thân nha. Uống thân hết rồi nha cả nhà. Đây, uống cái thân lắc như thế này nè cả nhà ơi. Cây rất là đẹp luôn nha. Đó, em dựng cái ngọn luôn rồi nè. Rồi và cây này nụ rất là nhiều nha. Nụ rất là nhiều luôn. Rồi, đang tạo nụ rất là nhiều nha. Em sẽ cho cả nhà xem về cái nụ ha. Đó, nụ rất là nhiều. Cái này chơi Tết rất là ok nha. Và giá cũng rất là hữu nghị nha cả nhà. Chỉ có 250.000 một cây thôi. Vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Còn nếu ai lấy một cặp thì em chỉ tính giá hữu nghị là 450.000 thôi nha. Điện thoại mời quá ta. Rồi, đây là cây số 6 nè hả. Cây số 6 rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục là cây số 7. Đây, cây số 7 nó đang nằm chồi rất là đẹp. Và đặc biệt là cái thân này em đã uống hết rồi nha. Nè cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái thân uống hết rồi. Nhìn uống như thế này đó, khi mà mình lãi lá ra thì nhìn cái cây nó rất là đẹp nha. Uống cái cọng giữa, uống cái cọng giữa lên ha. Như chị thì em uống cái thân giữa hết rồi. Nụ thì rất là nhiều luôn. Đang tạo nụ rất là nhiều nha. Cái cây này thì cũng đã liền cốt rồi nha cả nhà. Đang uống cái dáng cái thân lắc này. Rồi, đây, cây số 7 này em bán với giá là 250.000. 250.000 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Và nếu một cặp thì giá chỉ 450.000 thôi. Rồi, và tiếp tục là cây số 8. Đây, cây số 8 cũng rất là đẹp luôn nha. Cũng đã uống thân giữa như thế này hết rồi nha cả nhà. Uống cái thân lắc hết rồi nha. Đây, uống thân lắc từ nhỏ luôn. Và đặc biệt là cái cây này có bộ đế nơm nha. Đế nơm và liền cốt 100% nha. Đây là cây số 8. Cây số 8 này em bán cũng với giá là 250.000 thôi. Và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Một cặp chỉ 450.000 thôi. Cái này chúng ta lấy một cặp về chơi Tết thì rất là ok luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây số 9. Cây số 9, một cái cây nó tán rất là tròn và nụ rất là nhiều nha. Đây, cái cây số 9 này cái gốc nó cũng to nữa. Và đặc biệt là cũng uống thân rồi nha cả nhà. Uống cái thân cộng cái cốt giữa đi lên rồi nha. Cây này rất là toàn luôn. Rồi, giá cũng 250.000 bao phí vận chuyển. Rồi, đây, cả nhà nhìn thấy cây rất là đẹp luôn nha. Đó, chỉ có 250.000 thôi nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục là cây số 9. Đây, cây số 9 có cái củ bự lắm luôn. Cái củ bự lắm nha cả nhà. Và nó đã uống cái thân giữa luôn rồi. Nụ thì rất là nhiều luôn. Nói chung nụ là chi chích luôn nha. Rồi đây, đây chỉ 250.000 cái cây này nha. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Xin mời cả nhà hãy vào xem và đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của Chích Chè Bông nha. Rồi, 250.000 một cây thôi ạ. Rồi, cây này là cây số 9 nha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho em nha.